Xin kính chào các cô chú, các anh chị cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước Thì hôm nay em muốn làm một cái bài chia sẻ về chị Tiết Chị Tiết là U53 đó, lùm xùm trên cộng đồng mạng bữa giờ đó Em chào chị Tiết nha Chị Tiết nè Bữa giờ là chị nổi tiếng trên cộng đồng mạng nhiều lắm rồi đó Em nghĩ như thế này nè chị Tiết mình là một người phụ nữ giống như em chị là người phụ nữ giống như em đi mà cái câu chuyện của chị bữa giờ nó lùm xùm trên mạng á, thì em phiên chị như thế này thứ nhất là bây giờ chị đừng có lên trên cộng đồng mạng mà chị giải thích những cái câu chuyện của chị vừa qua nữa tại vì á, bây giờ chị có giải thích cỡ cái kiểu gì đi nữa là chị bây giờ là người sai hoàn toàn hết tất cả chị không có đúng một cái gì trên câu chuyện mà trên cuộc đời của chị hết thì bây giờ tốt nhất chị đừng có lên trên cộng đồng mạng chị gọi điện hay là chị phân tích cho các kênh truyền thông nữa em phiên chị rất là chân thành đó là vì cuộc đời của chị á cái bản thân của chị đó không có đúng một cái gì hết thì mình có lên mình giải thích như cái gì nữa là mình cũng là người sai hoàn toàn hết cái sai của chị như thế này nè cái cuộc sống của chị cái cuộc đời của chị đó là nó không có thực tế hết tất cả mọi thứ rồi à, từ năm 19 tuổi đến năm 53 tuổi là mình đã không đúng hết tất cả rồi thì mình có giải thích cái gì nữa mình cũng là người sai hoàn toàn thứ nhất em nói cho chị nghe nè cái quá khứ thì ai cũng có cái quá khứ nhưng mà cái quá khứ của chị là chị không biết dừng à, cái quá khứ từ 19 tuổi tới 53 tuổi chị cứ phát triển hoài chị không có một cái điểm dừng lại thì chị lên chị giải thích cái gì Em chỉ hỏi là chị giải thích cái gì? Bây giờ nè, phân tích cho chị. Em đã nói rồi, ai cũng có cái quá khứ mà người ta biết dẹp cái quá khứ người ta làm lại từ đầu thì nó mới khởi nguồn, nó khác, nó có cuộc sống khác. Còn bây giờ chị nè, cái quá khứ của chị là leo lên giường với bao nhiêu người đàn ông, thậm chí em nói thẳng với chị luôn, mấy ông lái bò ở Tây Ninh á, không có ông nào mà chị tha hết. Đó. Thì bây giờ em hỏi chị là bây giờ chị lên chị giải thích cái gì? chị không giải thích cái gì em được biết luôn đó là những cái câu chuyện của chị là những cái ông mà lái bò ở trên tây ninh á là chị có tha được cho ông nào không chị đâu có tha đâu hả mà thậm chí mà em nói với chị mà chị leo lên giường mà ông này ổng 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 chơi bò tốt với chị nữa là cái ông kia ổng đứng ở ngoài ổng dán mà ổng nhìn thì chị nghĩ đi là bây giờ chị giải thích cái gì nữa người của mình nó đã nhơ nhút như vậy rồi mình cứ làm thinh Sống trong lặng lẽ âm thầm đi Đừng có để cho người ta cười mình nữa chị Không phải người ta cười chị đâu Mà bây giờ phụ nữ chúng tôi bây giờ có Nó không có giá trị gì ở ngoài xã hội hết Chị làm có nghĩa là nó dơ hết tất cả người phụ nữ Việt Nam mình luôn á chị tiếc Một mình chị nhơn nhúi được rồi Mà chị lên trên cộng đồng mạng cộng đồng người khác người ta đánh giá Cái người phụ nữ Việt Nam mình như thế nào Người ta gom chung Người ta gom chung bây giờ thí dụ cái người những cái người kia người ta không có như vậy mà giờ người ta đánh giá những người đàn ông người ta đánh giá phụ nữ nó rẻ tiền giống như chị đâu có được cho nên em phiên chị nè đừng có lên trên cộng đồng mạng giải thích nữa đừng có gọi cho các bạn truyền thông mà giải thích nữa những cái câu chị giải thích hiện tại bây giờ nó không có đúng đâu vào đâu hết á thì em phiên chị thôi đừng có lên nữa để làm gì thứ nhất con người chị nó nhơ nhuốc quá rồi không còn cái giá trị nữa nhưng mà chị nghĩ cho hai đứa cháu hai đứa cháu là con chị đó đúng không? À, một bạn lớn là đã lập gia đình rồi chị nghĩ làm sao mà con dâu của mình nó coi mình ra cái gì, đúng không? chị nghĩ làm sao mà chị đối diện với con dâu chị, mà chị lên chị chia sẻ chị chăn gối với người đàn ông này như thế nào, thấy người đàn ông kia như thế nào, chị không thấy chị mắc cỡ với con dâu chị hả? em là người ở ngoài cuộc em là khán giả thôi mà em cũng thấy mắc cỡ giùm cho chị nữa húng hồ chi là chị người trong cuộc con dâu mình nó đánh giá mình tệ như thế nào rồi chị lên trên cộng đồng mạng chị nói với mấy bạn truyền thông là bây giờ thằng út nó chuẩn bị nó cưới vợ ai mà dám lấy con chị nữa gia đình nào mà muốn gả con người ta cho con chị nhìn cái cái bà xu đó nhơ nhuốc như vậy ông nội ai mà dám gả con người ta cho con mình đó cho nên bây giờ chị tỉnh cái tâm lại Bình tâm lại Đừng có lên trên cộng đồng mạng giải thích nữa Chị càng giải thích Thì cái miệng của mình nó nó mở ra Nó nhơ nhuốc lắm chị Em chỉ nói đơn giản là nhơ nhuốc thôi Còn những cái gì mà chị lên trên cộng đồng mạng Chị chia sẻ chị ngủ với anh Nghĩa như thế nào Chị ngủ với anh Nhân bán khô như thế nào Nó cực kỳ nó dơ là đó là hai câu chuyện gần đây nhất là em còn biết được là chị 19 tuổi là chị đã lên giường biết bao nhiêu người đàn ông tới 53 tuổi em còn biết là ông lấy bò nào ngủ với chị nữa đó, là chị hiểu là em có biết cái hoàn cảnh của chị là nó nhơ nhút như thế nào hay không thôi chị em phiên chị em cũng là phụ nữ mà chị để cho những người phụ nữ chúng ta nó có giá trị chị đừng có lên trên cộng đồng mạng nữa em phiên chị chân thành mình lên cộng đồng mạng mà mình nói không có câu chuyện gì đâu câu chuyện đó. Em nói với chị bây giờ chị có lên đi nữa Một ngàn chị xin cộng đồng mạng bây giờ cũng không ai cho chị đâu Nè thứ nhất này em nói thiệt Chứ không lẽ giờ chị Kim mà chị, chị tặng cho chị 3 triệu lần đầu tiên Rồi ai mà tặng cái tiền cho chị lấy làm răng làm cọ gì đó Không lẽ giờ người ta đòi được rồi người ta cũng đòi chị nữa Chứ đừng có nói mà chị muốn xin kế tiếp nữa Không ai dám cho chị một ngàn nào nữa đâu Mà từ ngày sắp tới xã hội này cũng không ai dám nhìn chị nữa Cho nên cố gắng đi chị âm thầm đi bán vé số nuôi thân đi còn em nghĩ nè ông nhân ổng dạy á ổng mới chi tiền cho chị một đêm đó coi như là cái cái cuối cùng cuộc đời chị môi tiền đàn ông mà bây giờ của chị là khắp thế giới biết chị hết rồi ai mà dám hỗ trợ cho chị nữa mà ai mà dám đến với chị nữa đó à, chị có bây giờ nè chị á đi bán vé số em có nghe được nói là bây giờ là bán vé số sổ liền á thì chị có mấy anh đi làm hồ đó mấy cái anh mà người ta gọi là khí tù mà tại não đó á à, mấy 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 leo lên giường với chị thôi chứ còn những cái người mà giờ mà người ta uh, ở xã hội này giờ nhìn chị người ta sợ quá đâu có ai dám đến nữa cho nên em em phiên chị cố gắng đi bán vé số nuôi thân đi ha để mà chi để cho con cái mình con trai mà hai đứa con trai nhà đứa mẹ mà mẹ nó sống như nhốt như vậy em không biết nữa sau này hai đứa cháu nó sống bằng sau nữa em nói thiệt chị ơi chị cố gắng chị đừng có làm những cái gì mà cho con chị nó xấu hổ nữa bây giờ em nói thiệt với chị nhiều khi á, thằng út nó đi hỏi vợ rồi nhiều khi bà xui bà còn xúi rồi con người ta bỏ con mình nữa đó em nói thiệt không có ai mà chấp nhận mà làm xui với một cái người phụ nữ mà nó nhơ nhút như vậy hết người ta sợ con người ta về người ta bị dạ lây làm sao bữa nào chị ngủ con người ta đi làm gái nó thấy bà luôn à đó, à, cho nên là những cái anh chị nào mà đang cần gả con gái cho làm xui với chị tiết á cũng phải suy nghĩ lại nha đừng có để con mình vô lâm vô cái cảnh khổ nha chị nghe các anh chị mà muốn gả con mình cho, cho cho gia đình chị tiết á thì thôi phải suy nghĩ cho thật kỹ đi chứ đừng có để mà con mình về đó bà và chồng bữa nào bỏ quả quá bà ngủ nhân dâu đi làm gái giống bả nữa tội nghiệp cho con mình đó ai chứ bà tiết là bà dám làm thiệt á à, bà tiết này bà sống gì đồng tiền bà bất, bất chấp thủ đoạn rồi nói chung là không phải gì em nói là ngay từ đầu mà làm cái clip mà nói về chị tiết á thì các anh chị trên cộng đồng mạng á thì một số anh chị rất là hippie về vấn đề là em chia sẻ em phiên chị tiết còn có một số anh chị mà nằm ngửa làm gái giống chị tiết đó, lên là ném đá ném gạch cho em bữa nay nói thì từ lúc mà em lên trên mạng xã hội này em phiên nè thì những cái thành phần mà giống như chị tí có ném giết mà em lụm về em xây được ba căn nhà luôn rồi đó chị ơi mấy chị em em phiên mấy chị nè mình lên mình bình luận á thì mình phải nghe hết cái câu chuyện người ta phiên rồi mình đánh giá cái con người của người ta ngồi người ta phiên người ta phiên là người ta muốn cái người trong cuộc đó sống tốt thôi chứ người ta đâu có thật sự em không bao dám nói nặng với mấy anh chị giống như là những anh chị khác là em phải nấu lên những cái lời là thô tục hay là nặng nhẹ em chỉ phiên rất là chân thành em phiên về tâm lý thôi mấy anh chị không hiểu mấy anh chị cứ ném đá em hoài cứ tại sao mà em hỏi em khuyên nó rất là nhẹ nhàng mà cũng lên ném đá em thì ra bây giờ em xác định là mấy chị mấy anh mà ném đá em á, thì cũng nằm trong cái thành phần của chị tiết thôi đó là mấy chị cũng muốn nằm ngửa thôi mấy chị sợ vạch trần quá rồi mai mốt không ai không ai đến với mấy chị cho nên mấy chị là phải vô quất em xối xả luôn nói thiệt chứ em không sợ đâu một khi mà em đã lên trên này rồi á thì em không có sợ mấy anh chị ném đâu mấy anh chị ném nhiêu thì em lụm thôi mà em không phản kháng Thật ra em xem á, em xem mấy bài bình luận cũng có một số anh chị cũng khen, cũng một số anh chị đồng tình, cũng một số anh chị nằm ngửa giống như là chị Tiết vậy đó. Lên quốc em xối xả, em xem thôi chứ em không bình luận mà em cũng không trả lời. Tại vì em đã nói rồi bước lên trên cộng đồng mạng này nó là con dao hai lưỡi mà em đã hứa với mấy anh chị rồi em sẽ phân tích những cái người trong cuộc có họ sai như thế nào, khi nào mà mấy anh chị biết ở điểm dừng nè. Mấy cô chú mấy anh chị trên cộng đồng mạng có thấy không? không có ai mà lên đây mà người ta nói xong rồi người ta không có nhìn nhận ra cái sai của mình hết à, vừa rồi đó là cũng có mấy người trên cộng đồng mạng mình cũng biết được cái sai cũng biết lên xin lỗi cộng đồng mạng nhưng riêng chị tiết này là chị chưa có biết ở điểm dừng vì 19 tuổi đến 53 tuổi là chị đã nhơ nhút như vậy rồi đó cho nên là chị không bao giờ chị biết ở cái điểm dừng của cuộc đời của chị thì bây giờ em chỉ phiên như thế này dừng đi chị mình dừng lại hết tất cả đi dừng đến chính dừng để phân tích tại vì cái phân tích của chị nó mở miệng ra nó cũng là chữ tiền với chữ lừa chữ đảo đó, cho nên mình có phân tích cái gì nó đâu ai còn tin mình nữa chỉ có những cái chị nào mà là là đi nằm ngửa giống chị đó thì người ta mới binh chị thôi em nói thật còn cái những cái người nào mà người ta không có nằm trong cái hoàn cảnh mà nằm ngửa giống như chị á, thì người ta đều hình như bây giờ là 95% phần trăm là người ta đang không ưa chị là người ta biết là chị là, là nó sai như thế nào rồi đó còn chỉ có 5% là nằm ngửa giống như chị là người ta binh chị Tại vì tôi là phụ nữ nè mà tôi cũng không thấy binh chị được nữa Nhưng mà những cái câu chuyện của chị bữa giờ là tôi không có xen vô nhiều Vì chị cũng là phụ nữ như tôi Mà hôm nay tôi nói thật với chị là chị quá nhơ nhút luôn á chị Tiết Cố gắng bình tâm lại đi chị Mình đừng có lên mình giải thích cái gì nữa hết Mình càng giải thích mình càng sai à, Còn em nói chị nè Câu chuyện của em không có nói là câu chuyện xa xưa gì hết. Câu chuyện giữa chị với anh nhân bán khô đó Hiện tại em khuyên chị nè Chị đừng có lên giải thích nữa Chị cầm của người ta 5 triệu là chị vi phạm pháp luật rồi Chị hiểu không? Chứ đừng có nói là cái vấn đề là chị cầm của người ta 9 triệu 6 chị mua nữ trang à, Mặc dù thấy dụ anh nhân đó ảnh có cầm tiền ảnh ảnh với chị đi vô tiệm vàng mua vàng đi Mà 9 triệu 6 này mà chị chỉ có người tình một đêm thôi là anh nhân này ảnh cũng có thể phản biện lại với chị được là chị nằm ở trong vấn đề là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người ta đó. 5 triệu là mình đã khởi tố được rồi cho nên chị nghe lời em, chị đừng có lên chị phân tích nữa, chị đừng có lên chị diễn giải nữa thì cái người con người của chị nó có giá trị về sau một tí xíu. Mặc dù là người ta không có bỏ qua cho mình được một sớm một chiều nhưng mà cố gắng từ từ nó im ả lại rồi sau này mình đi làm mình kiếm tiền mình nuôi thân mình chứ đừng có lên là giải thích ổng đâu có cho chị 27 triệu đâu cho chị có 9 triệu 6 thôi hà 5 triệu là mình đã sai rồi đó chị cho nên nghe lời em đừng có lên để mà phân tích đừng có nấu cái gì nữa hết chị càng nói thì em thấy chị cũng càng sai đó. chị để đứt lại cho hai đứa cháu nhà em đi là hai đứa con trai chị đó con trai nhà đứt mẹ cho nên là chị cố gắng bình tâm lại im lặng hết đi là mọi thứ nó từ từ nó cũng sẽ qua à, chứ bây giờ chị càng lên chị, chị càng giải thích thì nó đâu có đúng đâu vào đâu đâu ha à, em phiên chị cố gắng nghe lời em không phải nghe lời em cái gì em cũng không phải là người nhỏ tuổi hơn chị mà em dạy chị cái gì em chỉ khuyên chị là tỉnh cái tâm lại cố gắng bình tâm sống đúng cho bản thân của mình đi mình còn đôi tay đôi chân mình còn sức khỏe mình còn mạnh mẽ mình đâu có bị què hoặc đâu mà mình phải chờ cộng đồng mạng cho tiền mình sống mình chờ cái người đàn ông nào đó đem tiền lại đáp ứng cho mình đừng có làm vậy chị em nói chị nghe nha sau này chị mà ăn tiền của người ta như vậy á chết không có nhắm mắt á em nói thiệt cái này mình nằm ở trong cái sự lừa đảo đó chị cho nên thôi chị ơi cái gì mà nó đã qua rồi mình cố gắng mình làm lại từ đầu đi mình tịnh cái tâm lại mình đừng có lấy tiền mà không phải tiền mồ hôi nước mắt của mình Em nói chị nè, chị mập như vậy chị đi bán vé số một ngày em nói thì chị năm 500 tờ thôi là chị cũng có 500 ngàn để chị sống rồi Chứ thật sự ra ai cũng nói chị là uh, Tại sao mà chị xài cái số tiền đó, nó nó, nó nhanh như vậy mà đã hết cái tiền mà 9 triệu 6 đó Chị bỏ cái kỹ thuật số đi Thì 500 ngàn đó em nghĩ chị nè Trả tiền nhà trọ hay chị ăn uống Chị không có dư được uh, nhiều Thì chị cũng dư mỗi ngày cũng được 100 ngàn đó cố gắng mình tự làm tiền của mình mình tự chi tiêu của mình cho nó 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 đúng nghĩa con người bây giờ mà mình ở cái tuổi này mà mình còn đi lừa đảo người ta để mình sống nữa thì chừng nào em nói với chị nha câu chuyện này có thật có các cô chú các anh chị trên cộng đồng mạng ngày xưa đó là em có một cái căn nhà ở quận 12 đó nó thuộc là nó nằm ở cái chùa gì em quên rồi tại vì lâu quá em bán căn nhà đó có một cái chị bên nhà bè thì chị cũng trước kia cái quá khứ của chị á thì cũng không có nhơ nhúm như chị tiết đâu nhưng mà bả nằm ở trong cái vấn đề là uh, ông lên bà xuống để mà lấy co, coi, bối mà bối ra ma quét nhà ra rác đó em nói thật với cô chú anh chị vậy nè đến khi mà chị bằng tuổi chị tiết á, mà chị khó khăn lắm thì em cứ nghĩ vậy nè lúc đó em cũng giúp em giúp em từ ở quận 12 mà nữa đi mà bà nói là bà không có tiền để bà đóng tiền điện người ta cắt á Em từ ở quận 12 mà em chạy qua nhà bà để em cho một triệu mấy chục ngàn để đóng tiền điện Mà em nói với các anh chị nè Chỉ có ăn tiền có bối đó, Giả thôi mà chết không nhắm mắt Mà chết không có quan tài cho Mà em nói thiệt em là người hỗ trợ cho cái chị đó đó Chị mất rồi phải nhắc Em là người hỗ trợ cho chị là vấn đề là Cúng ma chai thầy đồ này kia là em chi cái tiền đó hết Còn quan tài là của anh tắm Sang ảnh cho à cái quan tài của cái chị đó mất đó là của anh tắm sang ảnh cho còn cái vấn đề mà trong quá trình thầy tụng hay là đi thiêu này kia cái nọ đó là em là người hỗ trợ cho gia đình chị mà em nói với anh chị biết không khi mà mất xong rồi đó cũng cũng lừa gạt y chang chị Tiến là mất xong rồi con cháu vuốt mắt cỡ nào cỡ nào cũng không nhắm mắt lại được mà đến nọ mà chuẩn bị khi vô liệm rồi mặt cháu ngoại với cháu nội của chị đó đó phải gọi em từ ở quận 12 đi xuống dưới nhà em chỉ nói mấy câu thôi em nói thôi những cái gì mà chị mượn em chị nợ em á em bỏ qua hết thôi bây giờ cứ nhắm mắt thanh thản đi mà anh chị biết không 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 dùng tay luôn mà vuốt mắt mà mắt chị sụp xuống chị nợ em cực kỳ nhiều tại vì mượn không trả mà đó cũng lừa gạt em lường gạt em sao không cuối cùng mà khi khổ quá đó nợ người ta dí quá lường gạt em cũng nhiều lắm mượn em mà sau này em biết ra được á, là chỉ mượn á, là chị cũng chơi kỹ thuật số y chang như chị tiết vậy đó. đó đến nỗi mà hả khi mà chị mất á, chị nợ em không trên dưới 300 triệu đâu em không cho mượn nhiều em chỉ có một lần là em hỗ trợ cho hai ba triệu ba bốn triệu vì hoàn cảnh thôi mà nợ nợ em đến nỗi mà nhắm mắt không được luôn đó để đến nỗi mà hai đứa cháu Một đứa ngoại, một đứa nội mà gọi điện khóc của em là Kêu em xuống để nói cho chị đi thanh thản Em không rút mắt luôn á Là chị mới em nói em cho hết chị chị mới nhắm mắt được chị đi đó thì chị tiếc này nè nếu như á, mà không quay đầu lại là bờ đó là chị cũng giống như cái thành phần của cái chị dưới nhà bè mà em mới vừa kể đó cố gắng đi chị cái chuyện gì nó cũng có luật nhân quả hết cho nên mình đừng có sống mà trong cái vấn đề là lừa đảo nữa chị bây giờ là đang nằm trong cái vấn đề là lừa đảo đó. lừa đảo cái gì thực tế là chị em nói với chị là lừa đảo thật sự luôn thứ nhất để đi lừa tình để lấy tiền sống thứ hai là lừa đảo người ta trên cộng đồng mạng à, trời ơi cái câu nói của chị cái lời nói của chị á, giả bộ và chập chừng chập chừng không biết là à, à, úp úng ớ ớ đồ cho người ta nghĩ mình thiệt tình bộ bà là chùm lừa luôn á cho nên Em chỉ phiên chị, em giải thích cho chị cái vấn đề lừa đó em nói như vậy đó là chị hiểu được là em biết cái câu chuyện của chị cho như thế nào mà em nói với chị là em em biết nhà chị ở đâu nữa ha mà em biết là con chị đang làm ở đâu luôn nữa mà em biết 19 tuổi là chị lên giường với cái ông A ông B C nào nữa đó là chị hiểu là em biết được cái gốc tích của nhà chị hay không nhưng bữa giờ á nhiều người người ta có cái clip về gì về gia đình chị nói lắm nhiều người ở bên cạnh hàng xóm chị nói lắm nhưng mà các bạn làm truyền thông á nghe lời em phiên không đưa cái đó lên tại vì sao chưa cho chuyện con đường sống chứ thật sự mấy bạn đó mà đưa những cái thông tin đó lên là em nói thiệt với chị á nhiều khi á dồn người ta vô đường cùng người ta suy nghĩ quẩn nhảy cầu hay là tự tử gì á thì nó không đúng nhưng mà nếu là em là chị đó biết quay đầu là bờ đừng có lên trên cân đặt cộng đồng mạng nữa em phiên chị rất chân thành ở đây em nói chị nè, chị gọi qua khám phá 61 mà kết nối yêu thương chị giải thích nè. Chị biết không? Phong đặng đâu đó, bây giờ là trong tay nó một nùi thông tin của chị đó, nhưng mà nó nghe lời phiên của tụi em, nó không đăng lên, nó không đưa những thông tin đó lên là tụi đó mấy em nó chừa cho chị con đường sống đó. Chứ không phải người ta không biết đâu. À, cho nên nghe lời em phiên với chị là đừng có lên trên cộng đồng mạng giải thích nữa Mình càng giải thích mình càng sai Hiện tại bây giờ chị hoàn toàn là sai hết Đừng có mà như vậy nữa chị ơi Mình lớn tuổi rồi, 53 tuổi rồi Mình biết quay đầu đi, quay đầu bây giờ cũng còn kịp Kịp đàn sau Để sau này mình có già trăm tuổi nữa Thì mình còn có một cái cái cơ hội Cơ hội sống làm con người trời ơi bà quá trời quá đất luôn tiếc ơi em nói thiệt chứ em ngưỡng mộ chị ghê luôn á em không hiểu làm sao mà chị mới vừa bắt đầu xong với anh U70 bắt đầu chị nhau qua ông bán khô mà hả lên giải thích giải trình nó không có ra cái hệ thống gì hết mà cũng mở miệng nói ừ, cho nên giờ em nói chị là chị lên trên uh, truyền thông chị nói là để chị đi thua cái anh đó sao chị thua được chị em gửi riêng cho chị cái clip này luôn á em chỉ nói riêng một mình chị thôi đó em nói là không có thua được chị đã cầm người ta 5 triệu là chị đã vi phạm pháp luật rồi chị thua cái gì là nó đưa vô cái tội lừa đảo rồi thứ nhất chị anh anh bán khô này không có một cái giấy tờ gọi là, vợ chồng với nhau à đã chị bước vô khách sạn chị ngủ với người ta là chị đã đi làm gái rồi nó đưa chị vô cái tội là làm gái nữa đó làm sao mà chị thua được chưa nói nha ổng mà đi thưa kiện ngược lại chị đó ổng nói vậy nè ổng đang ngủ mà chị móc bóp ổng chị lấy đó nó luôn vô cái tội là làm gái mà đi lên đi chiếm đoạt tài sản của người ta trong khách sạn nữa đó cho nên nó nói, em phiên chị thôi đừng có lên giải thích nữa càng giải thích càng sai mình mình còn bàn tay bàn chân mình còn khỏe mạnh mình đi làm mình kiếm tiền mình sống đi gió mắt mớ gì mà, mà chờ tiền của người đàn ông chị ghét người này đã rồi chị ghét người kia hả bây giờ chị làm như vậy chị không nghĩ cái đứt cho hai thằng con trai chị hả em nói thiệt chứ hai cháu mà bữa giờ nó còn bình tĩnh nó đi làm được là tại vì nó cũng biết cái quá khứ của mẹ nó nó nhơ nhút như vậy rồi mà giờ nó bị gục xuống thì ai nuôi nó bản thân mẹ nó còn không lo được cho mẹ nó nữa thì nó cháu nó có chuyện gì chị làm gì chị có tiền chị chị lo cho tụi nó cho nên tụi nó phải cố gắng gượng để mà sống giờ mà chị ở cái tuổi này mà chị còn đi lừa đảo để chị lấy tiền chị nuôi thân chị nữa mua nữ trang hả 9 triệu mấy mà trong vòng có mấy ngày thôi chị đem nữ trang chị đi bán rồi thì chị thấy là chị con người như thế nào em chỉ đánh giá nó gần nhất của chị thôi chứ đừng nói là cái câu chuyện của chị hồi xa xưa chị nghe cái gì em nói thì chị không phải là em nói chị là em phiên cái gì em em nói em chỉ phiên chị là bây giờ dừng lại đi dừng lại những cái việc mà mình đi môi tiền của người khác mà không phải mồ hôi nước mắt mình làm ra dừng lại vấn đề lên trên cộng đồng mạng đi dừng lại để để cho người ta đừng có biết mình cái gì nữa bây giờ mình sống mình cố gắng sống tốt hơn đi cho mọi thứ nó đều im đẹp hơn chứ ngày nào chị cũng lên chị giải thích là ờ bây giờ chị ngủ với ông nghĩa như thế nào rồi chị ngủ với ông bán khô như thế nào rồi chị người ta cho tiền chị rồi chị lên chị đòi chị thưa chị kiện chị là người sai hoàn toàn mà thưa kiện được ai hả thưa kiện sao ông kia ông quật ngược lại là ông nói chị là giờ hả vụ ổng vô khách sạn chiếm đoạt tài sản của ổng đưa chị vô hai ba cái tội danh nữa là khổ nữa nhưng đâu có ai tin chị là lấy ông đó làm chồng đâu đâu có giấy tờ hợp pháp gì đâu chị vô khách sạn chị dụ dỗ người ta chị dụ dỗ chị lấy tiền người ta mà chị thưa cái gì đây là em nói phân tích cho chị nghe gì vậy còn bây giờ chị mà muốn rõ ràng à chị thấy gì lấy ông ăn bưởi dọn nhà từ tây ninh xuống trong đêm à dọn ông bán bưởi không có tiền dọn nhà đi gấp rút qua chỗ khác ở rồi bắt đầu lừa được ông bán khô dọn nhà trong đêm đi về tây ninh rồi bây giờ cũng không dám ra đứng đối diện với người ta cứ bữa nay gọi cho cái truyền thông này mai gọi cho truyền thông kia mốt giải thích cái chuyện mà ăn ngủ với ông nghĩa hả mai là gọi điện cho truyền thông là ăn ngủ với ông bán khô thấy nó nhục nhã không thấy làm cái người phụ nữ việt nam mình nó mất giá trị hết trơn cũng một mình chị mà nó lên tao nói bây giờ chị nó thiệt chứ nó không còn cái gì cái giá trị của người phụ nữ hết trơn rồi sau này những cái người phụ nữ người ta sống thiệt cái nó nằm à, cũng bị đánh giá y chang như chị hết thấy tội nghiệp cho người ta không một mình chị nhơ nhút được rồi một mình chị dơ ở xã hội được rồi chị kéo theo phụ nữ việt nam chúng tôi nữa nó khổ không đó bây giờ em nói chị nghe nè chị có muốn ba bốn mặt một lời đó mà bây giờ chị bán vàng của người ta chị ăn hết rồi đó mà bây giờ chị đứt vốn chị bán vé số luôn mà chị không có tiền xe xuống đó chị liên hệ với chủ kênh thứ nhất Huy kết Nói yêu thương khám phá 61 các tiên thử thách khám phá 77 rồi phong đặng nè À, đầu trọc vlog nè Rồi Thái nè rồi, Sức sống mới Rồi cỡ sống vì cộng đồng đó Chị liên hệ với các cụ kênh đó Em tài trợ cho xe từ Tây Ninh đi xuống Với các kênh đó để mà à, Chị ba bốn mặt một lời với anh Nhân Ha, à, Thì em Cái cuối clip là em sẽ tài trợ cho chị Cái vấn đề đó xuống Và một cái điều phiên chị nữa Dừng lại hết tất cả đi Mình làm một cái clip đính chính Mình làm một cái clip cuối cùng cho cuộc đời mình để sống bình an nhất có thể nha chị nhé Thôi em cũng muốn gửi lời cho chị Tiết như vậy à, Cũng xin cảm ơn các cô chú Các anh chị trên cộng đồng mạng trong nước ngoài nước Cũng nghe những cái bài chia sẻ của em về chị Tiết à, Nếu như em có phân tích mà em chia sẻ với chị Có gì nặng lời sai Thì các cô chú các anh chị cứ bình luận Hoặc là trả lời cho em biết là Vấn đề là em đánh giá về chị Tiết Trong cái thời gian qua rất là dài Nó sai ở cái gì và nó đúng ở cái chỗ nào thì cho em cái phản hồi à, nhưng mà nếu mà thương em á, thì cũng đừng ném gạch em quá tội nghiệp em rồi thôi em cũng uh, chào các cô chú các anh chị trên cộng đồng mạng nha